Nếu mà ở đây mà có làm mấy này là em biết làm xíu là em được ưu tiên, em được thơ thân đầu tiên. Chị Râm giải thích cho cô thấy kìa, chị Râm đang chạy cái treo thứ nhất là cái gì, chị Râm nói là gì Râm? Cái treo trắng là cái lỗ chân lông. Nó chuẩn bị cái bước thứ hai cho cái treo xanh thì nó thấm thẩm thấu sâu hơn cái da mình. Nó thấy nó đơn giản, nó không có cái gì mà cái dẹp cái treo nó quét cái máy nó quét, mình cũng không cần phải có nhiều kỹ thuật học hỏi nhiều. Sản phẩm nó quá sẵn rồi. Chỗ nào nha, mình tập trung nhiều hơn. Bây thấy mình phải đụng tay lên trán á, nhớ không? Nhớ đó mình làm về cái tay này mình cũng phải ướt, đụng máy cái tay này cũng phải ướt, đụng da người ta cái dòng điện nó mới tròn. Thì khi mình làm mà mình phải massage tay mình ướt. Đó, mình đụng ở đâu cũng được, đụng ở đây cũng được. Sao? Là bắt buộc phải như vậy. Bắt buộc vậy cho cái dòng điện nó vào. Khi mà nó hết thì nó tắt cái đồng hồ, nó mất rồi, tắt đi. Rất là nhanh. Vậy là xong một cái giai đoạn là treo trắng rồi đó. Chùi sơ, bây giờ làm cái treo xanh là xong. Một cái mặt là trong vòng. Cái này clean trước. Clean. Xong bây giờ tới treo xanh. Xanh mình bỏ lên. Chị Thế Nào có cái kéo không? Cho chị mượn cái kéo giùm em chị Thế Nào. Có trong chỗ đó chị cắt cái kéo này ra. Yeah, exactly. No blue, no green, no black. No, I should black. Yeah. Yeah, like. Số 2. Cô ơi, có kéo không? Kéo chở lên. Cái gì?